nhận luôn quả đơn ngay trong đêm. Em ngựa thật, tối rồi ship bằng gem. Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Vanh đẹp trai đây. Đây là đống bẫy fake mới về của mình. Mình đặt trên Shopee các bạn nhé. Thì ở đây bao gồm có một cái grip này, tay cầm, một cái bay locker, chả để làm cái gì cả. Con này là con Phoenix Wing, đây là con Grand Buster. Đấy, con Phoenix Wing này có lẽ là mình sẽ review trong một clip khác nhé. Còn con này mới đáng để nói này, sai combo các bạn ạ, thế mới cay. Nửa đêm mà hôm shipper giao hàng, không phải nửa đêm, đấy là tầm 9 là bao nhiêu ấy, buổi tối rồi. Shipper giao hàng nhận lại quả scam thế này. Đây là đế hết xe của con Hellhammer. Này là cái 360 của con Grand Grand Suit. Con này dùng 160 cơ, đó chỉ có một cạnh này thôi. Đấy mới cay, ví mình sẽ bóc luôn này cho các bạn xem. Con này là của hãng FB nha. Ở trên hình, trên Shopee đăng thì nó vẫn đúng combo, nhưng mà đây nó lại gửi sai mình. Bù lại thì quả bí này khá ngon. Nhựa khá là sáng màu, khá là đẹp. Đấy các bạn nhìn, à quên lại bảo nhựa. Đi lại chứ. Này các bạn nhìn này, nhìn nó bụi bụi nhỉ. Nhìn nó đổ khuôn vào ấy, nó đổ vào khuôn đấy. Nên các bạn có thể thấy mấy cái vết nó thừa này. Đấy, còn đoạn này thì nó cắt đi rồi. Cái phần này không có nhựa clear để bao vây đâu nhá. Thế mẹo. Đây là hàng FB nha các bạn. Còn con Phoenix là hãng MQ này. Nó có cái nhựa clear để bảo vệ. Ratchet của hãng FB được phết đấy nhỉ. Ủa, sao nó cao thế? Đây bao nhiêu đây? À đây là 380 các bạn nhé, không phải là 360. Đây nó cao hơn. Cái 80 hay là bao nhiêu, nó chỉ khác chiều cao này này. Đấy các bạn thấy nó nhô ra. Đây cái máy bắt nét ngu vãi. Đây mình lắp thử ra xem. Đây, nó chất fake nhá, lắp được vào chính hãng nhá. Đấy, tiếng click rất là rõ ràng luôn. Ratchet của FB ổn áp hết. Đây là hãng MQ này, không biết như nào này. Clip sau review sau nhé. Đấy, cắm bình thường luôn. Bây giờ đến review hai cái này, đây là hai cái chính này. Đây là cái grip. Mình mua cái này là 20. Có cái loại 15.000 nữa, nhưng mà mình thấy 15.000 có cả chữ ở đây. Mình tưởng cái loại 20 nó sẽ xịn hơn, nhưng không, mình thấy cầm nó cứ nhẹ nhẹ, nhìn nhựa cứ đều đều cái gì các bạn. Nhưng mà cầm nó cũng chắc tay. Cũng được, ổn áp. Đây là cái này nó lại khác dòng bớt nhá. Takaratomy lần này đã có cái nước đi, nó khôn ngoan hơn một tí rồi. Nó như dòng bớt là mình phải cài vào hay là như thế nào đấy, nó chặt lắm ấy, mỗi lần rút ra nó phải gọi là dồn hết sức rút mãi nó mới ra đấy. Nhưng mà không, lần này thì thiết kế nó đã khác rồi. Các bạn chỉ việc này, các bạn nhìn thấy cái chữ lock ở đây không, kéo giữa đấy là cái này sẽ nhô xuống. Các bạn ấn cái này vào là được, kéo nhá, kéo xong ấn vào đây là xong đấy, nó cài vào. Cái này mới là đáng lo ngại này, để tí mình nói nhá. Ở đây nó có mấy cái lỗ như thế này để làm gì, để gắn thêm mấy cái phụ kiện vào để cho nó to hơn, cầm nó chắc hơn nha các bạn nhá. Đấy. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Còn đây là cái bay super, không phải bay logger. Cái bay logger thì hàng chính hãng nó cũng chỉ để gọi là tính điểm các thứ ở trên app các thứ thôi. Nói chung là nó cũng chả có tác dụng gì ngoài làm đẹp. Nhưng hàng fake thì nó lại có một cái chức năng rất là đặc biệt. Đấy các bạn thấy một cái nút đấy không? Đấy, xanh đỏ. Còn này mà mang ra ngoài đường ấy, đi xe ấy, xong bấm hay dí. Công an tích quà cho thì đừng hỏi nhá. Còn là các bạn gắn vào, các bạn bấm này có cái chiêu chóng mắt đối thủ, gây choáng mà khả năng cao là mình sẽ tỷ lệ win nó sẽ cao hơn đấy. Có một cái ở đây nó rất là khốn nạn, đấy chính là hôm qua mình đã thử cài một phát rồi. Cái nào nhỉ? Đây, à không, đây mới đúng. Cài một phát, xong lúc mà tháo ra thì đấy, các bạn thấy gì không? Để sao cái máy vẫn đang ngu thế nhỉ? Gãy rồi. Cay thật. Và bây giờ cái launcher này của mình sẽ không bao giờ gắn được Blogger nữa. Chắc là vẫn gắn được nhưng mà nó lỏ thôi, không gắn được. Cái cả quan trọng một chỗ là tại sao mình gắn nó rồi mình lại phải tháo ra. Đây, mình không bấm nút nhá. Bạn thấy gì không? Đấy, lúc mà gắn vào nó chặt vào nhá. Đã lại này, khó hiểu thật. Vậy là cái bay logger fake này của mình đã có một chức năng mới, chức năng cảm ứng. Khá là tuyệt vời. Cái chức năng là thật sự là không cần thiết cho lắm. Vì khi mà gắn vào thì nó cứ sáng mãi như thế thì hết cũ bị mất. Mình không thể tự chủ động kích hoạt cái kỹ năng làm cho mắt đối thủ được. Nó buồn. Vậy là cái này không thể sử dụng được rồi. Các bạn có thể làm light stick để mà đi
mấy cái show các thứ để ủng hộ ca sĩ các thứ chẳng hạn đấy. Nói chung giờ thành phế vật rồi, mình chỉ để như này thôi. À, lần sau mình sẽ gắn vào một cái launcher khác đấy. Thế còn bây giờ cái launcher này xác định là chỉ dùng được như này thôi. Nếu các bạn không có cái tính cầu kỳ giống mình thì các bạn cầm viên này các bạn rút được, nó ổn áp, nó không ảnh hưởng gì hết, thậm chí nó còn mạnh hơn đấy. Nhưng mà gắn ra thì nó chắc là một phần cũng đứng làm mình đỡ đau tay hơn, nhưng mà mình thấy là đau thì chỉ đau cái ngón bên này đây này, lúc mà kéo này mình hay để như thế này, và cái phần này nó sẽ tì vào mạnh nhất, ấn vào làm sưng ở ngón tay được luôn ấy. Đấy, kéo hết ra như này đấy, cái phần ngón này là cái tổn thương nhất này. Mình nghĩ là các bạn nên lót cái bông gì vào đây. Đây mình quay thử cho các bạn xem nhá, khi mà cầm tay cầm nhá, cầm tay cầm thì mình lại phải rút lại về cái phía mình, mà bình thường mình hay cầm mình quen kiểu này hơn, rút ngang kiểu này hơn. Đây mình sẽ quay thử con Ram Booster Side Combo này nhá, dùng thử cái đế xem nó di chuyển như thế nào nhá. Đây khá là bình thường nhá, mình thấy là trên đánh giá có mấy bạn bị kiểu nói là thừa kim loại phải mài đi, mài mòn đít mãi vẫn chưa gắn vào được. Đây mình hên, tôi Side Combo thì vẫn gắn được, ok rồi. Đấy, cái đế xe khi mà quay mạnh thì nó sẽ đi ra ngoài nó tấn công này, lúc mà yếu dần thì nó sẽ đứng giữa. Đấy các bạn thấy không, nếu mà không giữ chặt tay nhá, lúc mà mình rút này không phải là kéo về phía mình đâu mà kéo về phía này này, nó bị đẩy ra như này, nó đâm vào mấy cái này, nó nói chung là mất kiểm soát lắm, phải giữ chặt. Chói mắt chưa? Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Tạm biệt.